chào quý vị các bạn. Những ngày vừa qua thì do hội tụ từ rìa áp cao cận nhiệt đới nên mưa vẫn liên tục duy trì vào đêm và sáng ở tại các tỉnh vùng núi phía Tây Bắc Bộ, vùng núi Việt Bắc cũng như là ở tại Đông Bắc. Còn tại khu vực Nam Đồng Bằng thì mưa ít xảy ra, thời điểm trưa chiều trời khá là oi nóng. Ở phía Nam đáng lưu ý là khu vực các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Tại đây thì mưa dông đã có dấu hiệu tăng hơn trong 24 giờ qua do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua khu vực. Và cùng với đó thì trời chuyển nhiều mây và nền nhiệt độ cũng giảm dần. Dự báo trong ngày và đêm nay thì khu vực các tỉnh vùng núi phía Bắc vẫn có mưa rào rải rác vào đêm và sáng. Riêng ở tại tỉnh Hòa Bình và khu vực đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội thì mưa ít có khả năng xảy ra, có chăng chỉ là mưa rào và dông cục bộ vào thời điểm chiều tối. Còn ban ngày thời tiết khô ráo, nắng nhiều với nhiệt độ cao nhất ngày dao động trong khoảng là 34 đến 36 độ. Với các tỉnh Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, do khối khí khô nóng trên cao đã rút dần ra phía đông, không còn bao trùm lên khu vực, nên nắng nóng tại đây cũng giảm bớt. Nhiệt độ cao nhất trưa chiều nay sẽ phổ biến là từ 33 đến 36 độ. Một số nơi thì vùng núi vẫn có thể lên cao tới trên 36 độ. Nắng nóng đã không còn gay gắt như thời kỳ trước, nên thời tiết phần nào thuận lợi hơn cho các hoạt động dân sinh. Còn đối với các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận thì đáng lưu ý là khu vực phía Nam, mưa dông đang có dấu hiệu tăng hơn do ảnh hưởng của nhiễu động từ ngoài biển đẩy vào nên thời tiết sẽ tương đối mát mẻ dễ chịu. Tuy nhiên người dân ở đây cần phải lưu ý và cảnh giác với các hiện tượng dông sét hay là gió giật mạnh đi kèm trong cơn mưa. Đến với Tây Nguyên và Nam Bộ thì trong hôm nay cũng như một vài ngày sắp tới, rãnh áp thấp kết hợp với những vùng nhiễu động từ ngoài biển đẩy vào sẽ mang đến những cơn mưa dông với lượng khá cho các khu vực này. Thời tiết nhìn chung không thuận lợi cho các hoạt động diễn ra ở ngoài trời, nên nhiệt độ cao nhất chỉ phổ biến từ 28 đến 31 độ ở Tây Nguyên và khoảng 30 đến 32 độ ở tại Nam Bộ. Cụ thể ngày hôm nay thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo như sau. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì khu vực đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội vẫn duy trì kiểu thời tiết ít mưa, trời khô ráo, còn nắng nhiều với nhiệt độ trưa chiều dao động xung quanh ngưỡng 36 độ nên có cảm giác hơi oi nóng. Do vậy quý vị khi lưu thông hay phải làm việc ngoài trời trong thời gian này hãy chú ý bổ sung đủ nước để tránh mệt mỏi cho cơ thể. Về chiều tối nhiệt độ giảm dần xuống còn 27 độ và có gió thổi nhẹ nên thời tiết sẽ dễ chịu hơn. Tại khu vực Bắc Trung Bộ nói chung và tại thành phố Vinh nói riêng thì nắng nóng suy giảm về cường độ do khối khí khô nóng không còn bao trùm trên khu vực. Nhiệt độ cao nhất ngày tại đây vào khoảng là 35 đến 36 độ, thời tiết khô ráo, không mưa nên thuận lợi cho các hoạt động hong phơi, chế biến nông thủy hải sản. Ngoài khơi thì gió hoạt động ở mức cấp 3, cấp 4, thời tiết cũng ổn định nên bà con ngư dân có thể yên tâm ra khơi đánh bắt. Tại thành phố Đà Nẵng, thời tiết phổ biến ít mưa, trong ngày mây thay đổi, trời nắng với cường độ không quá gay gắt nên nhiệt độ cao nhất cũng chỉ khoảng 32 đến 33 độ. Nhìn chung thời tiết thuận lợi cho giao thông đi lại và các hoạt động ngoài trời. Về chiều tối thì khả năng thành phố sẽ nhiều mây hơn, mưa rào nhẹ cũng có thể xảy ra nhưng lượng không đáng kể và nền nhiệt độ giảm dần xuống mức là 26, 27 độ, thời tiết tương đối dễ chịu. Nằm trong xu thế thời tiết khu vực Tây Nguyên nên thành phố Buôn Ma Thuột cũng chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông từ biển đẩy vào nên mây thay đổi đến nhiều mây, ban ngày có nắng gián đoạn, mưa rào và dông tập trung nhiều hơn từ thời điểm chiều tối về đêm. Nên nhiệt độ giảm nhẹ và thấp nhất chỉ khoảng 22 độ, cao nhất không quá 31 độ. Độ ẩm không khí tăng cao là điều kiện thuận lợi cho sâu bệnh hại cây trồng sinh sôi phát triển. Vì thế bà con lưu ý là thăm đồng thường xuyên để phát hiện kịp thời và có biện pháp xử lý thích hợp. Đối với các tỉnh thành miền Đông Nam Bộ, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh, trong hôm nay kéo dài đến vài ngày tới, thời tiết vẫn duy trì mưa rào và dông với lượng khá, tập trung chính về chiều tối, đêm và sáng. Do vậy, người dân khi lưu thông cần phải lưu ý hạn chế tốc độ, chú ý quan sát, đề phòng các đoạn đường trũng thấp có khả năng bị ngập do mưa. Khoảng giữa ngày thì trời có nắng gián đoạn, nhiệt độ tại thành phố dao động trong khoảng là từ 26 đến 32 độ. Cũng chịu sự chi phối của rãnh thấp gây mưa nên thành phố Cần Thơ khá nhiều mây, ít nắng. Khoảng sau 14 giờ thì mưa rào và dông xuất hiện nên nhiệt độ cao nhất ngày chỉ dao động xung quanh ngưỡng 32 độ. Thời tiết mát mẻ nhưng lại không thuận lợi cho giao thông đi lại và các hoạt động diễn ra ngoài trời. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng các hiện tượng như là sấm sét, gió giật mạnh có khả năng xảy ra trong cơn dông. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết đô thị của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Xin kính chào và hẹn gặp lại!